Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo FC Porto với Atletico Madrid 0:45 phút ngày 2 tháng 11 năm 2022, UEFA Champions League 2022-23. Hô đối chấm TV trực tiếp bóng đá Full HD, bình luận viên chuyên nghiệp đường truyền ổn định xem trực tiếp bóng đá truy cập ngay hô đối chấm TV trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Khởi đầu Champions League 2022-23 theo cách không thể tồi tệ hơn thua 2 vòng đấu mở màn. Nhưng FC Porto đã hoàn toàn lột xác ở 3 vòng đấu kế tiếp để mang về 9 điểm tuyệt đối, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng knockout. Chỉ còn kém đội đầu bảng Club Brugge 1 điểm, cơ hội giành ngôi nhất bảng vẫn hoàn toàn rộng mở dành cho nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Với điểm tựa sân nhà cùng tham vọng đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi, FC Porto đặt mục tiêu đánh bại Atletico Madrid. Đó là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi bởi Atletico Madrid đang trình diễn một phong độ cực kỳ bất ổn. Tại Champions League, trận hòa như thua trước Bayer Leverkusen ở vòng đấu áp chót đã khiến Atletico Madrid phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Ít ngày sau đó, Los Rojos Blancos tiếp tục có thêm một màn trình diễn đáng quên ở La Liga khi phơi áo với tỷ số 3-2 trên sân của Cadiz, đội bóng đang ngụp lặn dưới nhóm cầm đèn đỏ. Với phương diện cá cược, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone thậm chí đã thua kèo châu Á 6 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước một FC Porto đang hừng hực khí thế, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Atletico Madrid khép lại chiến dịch Champions League 2022-23 bằng một thất bại. Nhận định trên càng được củng cố bởi Atletico Madrid không phải tập thể quá bản lĩnh khi thi đấu xa nhà. Ở hai chuyến làm khách trước Club Brugge và Bayer Leverkusen, Antoine Griezmann cùng các đồng đội đã toàn thua với tỷ số 2-0. Tính rộng ra, Atletico Madrid đã chỉ thắng 3 trong 7 cuộc viễn chinh gần nhất. Trái lại, FC Porto luôn đặc biệt nguy hiểm khi được chơi tại tổ ấm Estadio do Dragao. Trải qua 7 lần đón khách mùa này, FC Porto mang về tới 5 chiến thắng và phải hứng chịu 2 thất bại. Công bằng mà nói, có thể phần nào cảm thông cho một trong hai trận thua của FC Porto khi mà họ phải giáp mặt một Benfica đang thăng hoa tột đỉnh. Tiếp đón một Atletico Madrid đang xuống dốc cả về mặt phong độ lẫn tinh thần, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của FC Porto. Mặc dù không được vào vòng knockout, nhưng khả năng xuống chơi Europa League của Atletico Madrid vẫn chưa chắc chắn. Do đó, nếu muốn chắc suất chơi ở Europa League thì gần như buộc Atletico Madrid phải thắng hoặc ít nhất là hòa. Với kèo châu Á là đồng kèo, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Á, đồng kèo, chọn Atletico Madrid full time. Trước màn tái đấu FC Porto, Atletico Madrid đã không thể giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp với tổng cộng 7 bàn thua phải nhận. Khi hàng thủ chứa danh trở nên lỏng lẻo và mất đi sự chắc chắn, việc Atletico Madrid liên tục phải đón nhận những kết quả không tốt cũng là lẽ thường tình. Ngay cả những đội bóng làng nhàng như Rayo Vallecano hay Cadiz cũng có thể làm tổn thương Atletico Madrid, thì sẽ chẳng ngạc nhiên nếu FC Porto có màn phục hận thành công trước đoàn quân của Diego Simeone. Tuy nhiên, quyết tâm có một cái kết đẹp của Champions League cũng như chắc suất tham dự Europa League ở kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Atletico Madrid thắng. Với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái, FC Porto sẽ không ngần ngại chơi tấn công chủ động. Ở chiều ngược lại, dù đã chính thức bị loại nhưng chẳng vì thế Atletico Madrid hành quân đến Estadio do Dragao cùng tâm lý buông xuôi. Đơn giản vì họ vẫn cần phải giành chiến thắng để chắc chắn có suất xuống chơi tại Europa League. Đó là những cơ sở để tin rằng màn tái đấu giữa hai đội sẽ diễn ra phóng khoáng và đầy áp bàn thắng. 3 trận gần nhất của Atletico Madrid khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. 5 trong 7 trận sân nhà mùa này của FC Porto cũng chẳng dưới 3 bàn trận. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5, chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, đồng kèo, chọn Atletico Madrid full time. Kèo châu Âu, Atletico Madrid thắng. Kèo tài xỉu 2.5, chọn tài full time. Dự đoán tỷ số FC Porto 1, Atletico Madrid 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.